Dạ chờ anh Hứa. Xin chào anh Hứa. À, tránh ra, tránh ra. À, xin chào, xin chào. Xin chào, xin chào. Anh Cường, anh Bính dặn em nói với anh 8 giờ tối nay ở nhà hàng Đại Tam Nguyên. Anh Bính để tiệc mời anh đó. Anh em một nhà khách sáo với nhau làm gì? Nói với anh Bính, tối nay tôi chắc chắn sẽ tới đúng giờ. Dạ. Nè tụi bay làm gì? Làm gì? Có gì hả? Coi phim không được hả? Sao? Tụi bay mà cũng bày đặt coi phim hay sao? Sao vậy? Ai nói tụi tao không được coi? Muốn gì đây? Phim này là của lễ đô tụi tao, mắc gì không được coi mày? Đi ra, đi ra, đi ra. Sao hả? Muốn gì đây? Muốn gì vậy? Muốn gì? Mày làm gì? Muốn chết hả mày? Sao vậy? Hả? Ở đây. Ông sợ cái gì vậy? Anh Cường, tụi nó bên lễ đô tới đây gây chuyện đó. Phải, tới đây gây chuyện. Chúng tôi tới coi phim thôi không được hả? Ngậm miệng lại hết cho tôi. Coi phim à? Quang Ninh, có vé không? Không có. Có vé tới coi phim, chúng tôi quang nghênh. Còn không có, vé xin lỗi. Mời đi cho. Đừng cản trở chúng tôi làm ăn. Đúng rồi, đi đi. Đó, đi, 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 đi. Đừng cản trở chúng tôi làm ăn nha. Đi đi, đi. Mày có tin tao chém mày tát đầu không mày? Nói cái gì? Tao chém mày tét đầu đó thằng nhóc. Nói lại lần nữa xem. Tao chém chết mày nè. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Làm sợ quá đi. Nè, có chuyện gì đó? Má tổng thám trưởng. Xin chào, xin chào. Mời vào trong. Đám người này làm gì ở chỗ này vậy? Chúng tôi là... Các anh em muốn tới đây coi phim thôi. Có điều là họ không mua vé, nhưng lại muốn vào rạp. Không thể phá hỏng quy tắc được. Nếu không thì mai mốt Mỹ qua làm sao làm ăn được nữa. Ông nói phải không? Muốn coi phim nhưng là không muốn mua vé, vậy còn cần còn vé làm gì nữa chứ? Hả? Tôi nói cho mấy anh biết, mai mốt phần của ai người nấy làm, tuyệt đối không được gây sự ở khu vực mà tôi quản lý. Hả? Mà tổng thám trưởng, anh quá lời rồi. Các anh em ra làm ăn không phải chuyện gì cũng dễ dàng, hơn nữa lại cùng một ngành với nhau. Số tiền này cầm lấy cho các anh em mua thuốc hút. Mai mốt muốn xem phim cứ tới gặp tôi trả tiền. Được rồi, được rồi, đi 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 đi. Còn cậu nữa đó, anh bạn này mai mốt làm ăn cho đàng hoàng, đừng có gây rắc rối gì cho tôi đó. Mà tổng thám trưởng yên tâm đi, lời nói của ông là nặng ký nhất đối với Mỹ Hoa chúng tôi. Đúng là biết điều thiệt đó hả? Giám đốc Hứa. Em tới rồi. Chỉ có anh mới nghĩ ra cách mời hết những người có máu mặt ở Thượng Hải tới đây coi suất đầu tiên. Tất cả cũng là nhờ uy tín của em thôi. Đáng ra anh phải cảm ơn em mới đúng. Em nói rồi mà, anh sẽ thích ứng được cuộc sống ở đây. Thực ra mấy bộ phim này cũng là do chúng ta có mua bằng được từ tay của bên Lệ Đô, nên anh biết trước buổi chiếu đầu tiên chúng sẽ tới gây chuyện. Thôi đừng nói nữa, vào trong đi. Một chút quà mọn không đáng là bao. Vô công bất thọ lộc.
Chú Cửu, tối hôm trước ở bên cảng Thập Lục Phố, nhà hát lớn Mỹ Hoa bị mất một chuyến hàng, muốn nhờ chú Cửu hỏi thăm giùm. Vậy tại sao ông Phụng không đích thân đi mà lại để Mã tổng tham trưởng đi điều tra giùm vậy? Ông Phụng chắc là muốn tôi đi điều tra. Đúng là tôi và ông Phùng có chút hiềm khích, nhưng chắc giám đốc Lý không nghĩ là tôi đã nhúng tay vào phá hoại chuyện này chứ? Không có. Chú Cửu, chú có uy tín, quan hệ rộng rãi, Dòng Kỳ đây muốn nhờ chú giúp một lần này thôi. Tấm chi phiếu này chú cất đi. Tấm chi phiếu này anh cất đi. Bữa cơm tối hôm nay tôi đãi. Chú nghĩ nhiều rồi. Cho dù không xảy ra mấy chuyện này, chỉ chuyện mấy năm qua chú chiếu cố cho Mỹ Hoa, Dòng Kỳ cũng phải trả ơn cho chú chứ. Dạ cảm ơn. Anh có đặt bàn trước không? Tôi tới gặp anh Bính. Dạ. Anh Bính à, tên Hứa Văn Cường này bắt anh phải chờ. Đúng là không biết điều thiệt đó. Đúng đó anh Bính, Hứa Văn Cường là cái thá gì chứ. Các anh em cảm thấy chuyện này chướng mắt quá. Tao cảm thấy chuyện này càng lúc càng kỳ quặc. Tên Hứa Văn Cường này hôm đó làm bốc xếp ở bến cảng, bây giờ xoay 180 độ biến thành cậu em họ của Phương Diễm Vân. Anh ơi, khách của anh tới rồi. Cậu Hứa đã tới rồi, mời ngồi. Anh Bính nể mặt đàn em quá, anh tốn tiền rồi. Cứ ăn tự nhiên, ngồi đi. Cậu Hứa à, chúng ta đều là người hiểu chuyện, ly rượu này tôi xin cạn trước. Xin lỗi anh, tôi không uống rượu. Ý của cậu Hứa là không uống được, hay là cảm thấy người uống rượu không đi cùng con đường với mình? Cả hai. Cậu Hứa đúng là thẳng thắn, những người thô lỗ như chúng tôi không thể nào so với cậu được. Tôi tới đây vì muốn để anh Bính yên tâm. Mọi người ra làm ăn cũng chỉ vì miếng ăn thôi. Mai mốt ở Mỹ qua còn cần anh Bính nương tay giúp cho, bỏ qua cho tôi. Tôi được thuận lợi, mọi người đều thuận lợi. Hôm nay tôi tới đây cũng chỉ là muốn làm ăn, sống một cuộc sống yên ổn thôi. Mọi người đều thuận lợi, mọi người cùng phát tài. Tôi đương nhiên muốn cùng phát tài với cậu Hứa rồi. Mai mốt có chuyện gì hãy giúp đỡ lẫn nhau nha. Ý của anh Bính là... Cậu là em họ của cô Phương, mọi người chúng tôi đương nhiên phải nể mặt cậu rồi. Có điều mai mốt có chuyện gì không hay xảy ra, mong là cậu Hứa được coi chấp nhất với người thô lỗ như tôi. Vậy thì phải coi chuyện gì rồi? Tôi nói không sai mà, cậu Hứa không phải là người tầm thường. Cậu yên tâm, mai mốt ở bến Thượng Hải, chỉ cần Bính miệng rách này kiếm ăn được thì sẽ có phần cho cậu Hứa thôi. Cảm ơn nha. Ông Kim, Bính miệng rách đang ở trên lầu đó. Người nó gặp ai vậy? Lạ mặt lắm, nghe nói là người tới từ Bắc Bình đó. Người lạ mặt mới tới à? Tiếp tục theo sát cho tôi. Kim Đại Trung vừa mới vô Đại Tam Nguyên, Bính miệng rách, Lý Vọng Kỳ, còn có ông Cửu phòng tuần bố cũng ở Đại Tam Nguyên. Có điều không cùng một gian phòng thôi. Kim Đại Trung với ông Cửu của phòng tuần bố trước giờ là chồn cùng một gò.
Bình Biện Trách đã bị tôi cho người theo dõi rất chặt chẽ rồi. Nhưng còn Lý Vọng Kỳ thì... Muốn dò la tin tức từ phòng tuần bộ thôi. Người không có đầu óc như vậy làm người ta thấy lo thật đó. Mấy bữa trước đã xảy ra một chuyện không nhỏ. Nghe nói chuyện đã được một nhân viên mới tới của Mỹ Hoa dàn xếp ổn thỏa. Đám gây chuyện là người bên Lệ Đô, nhưng không xảy ra chuyện ấu đả. Vì lúc đó Mã thám trưởng vừa tới nên tụi nó kéo về hết. Xem ra Lý Dòng Kỳ không giữ nổi địa bàn đó. À, ông Phùng, Diêm tướng quân đang hối chúng ta phải giao số vũ khí đó. Khất lại đã. Trước mắt chuyện gì cũng không thể nói chắc được. Khất một thời gian, nếu không chừng giá cả còn có thể nâng lên được nữa. Nhưng mà anh nhất định phải phong tỏa hết đường buôn bán của các tay buôn khác. Tôi hiểu chuyện này không thể cho người khác giành phần trước được. Ông Kiếm. Bính Miệng Rách. Ông Kiếm. Bính Miệng Rách. Hàng của anh kiếm ra rồi à? Đang tìm. Vẫn đang tìm. Vẫn đang tìm. Vậy anh vẫn mới tin này tới chỗ này tìm hàng hả? Chẳng lẽ thùng hàng đó ở Đại Tam Nguyên sao? Ông Kim nói đùa rồi. Mời ông Kim ngồi, mời ngồi. Bính Miệng Rách, tôi thực tình cảm thấy lạ lắm. Bây giờ đây là lúc nào rồi mà anh còn ở đây ăn uống nữa hả? Rõ ràng không để tâm tới, không muốn tìm. Hay là anh đã biết thùng hàng đó ở đâu rồi? Ông Kim, ông nói đùa kiểu này không được đâu. Bính Miệng Rách, tôi đã nói ngay từ đầu, nếu có ý kiếm tiền thì mình là anh em. Những người dám chơi Kim Đại Trung này ở bên Thượng Hải không có mấy ai đâu. Tôi hy vọng Bính Miệng Rách anh đừng trở thành một trong số đó. Đương nhiên là vậy rồi. Ông Kim à, tôi xin giới thiệu. Cậu Hứa, vị này là ông Kim tiếng tăm lẫy lừng ở bên Thượng Hải chúng ta. Còn đây là giám đốc nghiệp vụ hiện giờ của nhà hát lớn Mỹ Hoa chúng tôi. Cậu ta là Hứa Văn Cường, là em họ của cô Phương Diễm Vân đó. Ông Kim, chào ông. Em họ. Thời buổi bây giờ đúng là có nhiều anh họ, em họ. Cũng toàn là trai của Phương Diễm Vân chứ gì. Anh bạn này, vui lòng ăn nói giữ mồm giữ miệng một chút. Coi kìa, anh coi kìa, còn dám về đời tôi nữa hả? Có ai không biết Phương Diễm Vân đó là gái bao hạng sang bậc nhất ở bến Thượng Hải này chứ? Ông Kim, cô ta tưởng bán thân cho Phùng Kính Nghiêu rồi á thì cô ta sẽ biến thành thánh nữ trong trắng sao? Mày muốn chết sao? Đừng, đừng lại gần, lùi lại. Cô Phương là bạn của tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai sỉ nhục bạn của mình. Có hiểu không? Hiểu rồi. Xin lỗi cô Phương. Anh bạn này, cô Phương cũng đâu có ở đây đâu. Hả? Tôi bỏ đi ha. Được không? Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Được rồi. Tôi xin lỗi cô Phương vì mấy lời vừa rồi. Anh buông tay ra được rồi chứ? Hả? Ông tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì sao? Chỉ cần tôi thả ông ra thì bọn chó sau lưng ông sẽ nhảy bổ vào tôi lập tức. Mượn súng của ông Sai một lát.
Súng của ông tôi sẽ trả lại. Ông chủ của tôi ở ngay phòng bên. Nếu không muốn làm lớn chuyện ra thì cút đi. Được. Được. Anh bạn à, gan anh bạn lớn á. Cậu Hứa à, cậu đúng là can đảm. Ông Kim đó không phải là nhân vật tầm thường ở bến Thượng Hải này. Cậu có thể làm vậy vì cô Phương, tôi rất là khâm phục. Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi rằng kết bạn phải rất thận trọng. Cho nên bạn bè của tôi đều đáng để cho tôi liều mạng hết. Xe kéo. Cậu Hứa à, tôi không tiễn cậu nữa rồi. Cảm ơn, tôi xin phép đi trước. Đi thông thả nha. Mời. Đi thôi. Hay lắm, thằng Kim mập này đúng là nghi tao lấy mất thùng vũ khí đó của hắn. Tiếc quá, một tay hảo hán như anh ta tiếc là không chịu về phe tao. Vậy ý của anh Bính là... Lê đây, lê đây. Lê vừa giòn vừa ngọt đây. Ngon bổ rẻ đây. Lê đây, lê đây. Theo anh làm gì? Theo nãy giờ được à? Ai mua lê không? Anh Lực à, không thể giấu súng ở nhà em hoài được. Cứ để nhà em đi. Nếu để mẹ anh biết chuyện này rắc rối nữa. Bà ấy nhát gan mà. Em còn nhát gan hơn. Sợ cái gì? Nói cho em biết nha, mai mốt đứa nào dám ăn hiếp chúng ta hả, em cứ nói cho anh nghe, anh xử tụi nó luôn. Vậy thằng khôn cứ bắt nạt mình hoài, anh xử nổi không? Người anh nói chính là hắn đó. Bán lê đây. Ai mua lê không? Lê vừa giòn vừa anh ngọt đây. Ai mua lê? Tới rồi kìa, tới rồi kìa. Ồ, không bán súng nữa, giờ lại bán lê hả? Tôi bán gì thì mắc gì tới anh chứ. Thằng chết tiệt, ăn gan báo rồi sao mà dám cãi hả? Hôm nay mày đóng phiếu bảo kê chưa? Nghe cho rõ đây, từ hôm nay trở đi không có một xu nào hết. Đánh cho tao. Định chết tụi nó cho tao. Đừng đánh nữa. Dừng tay lại. Anh Lực, có chuyện gì từ từ nói. Kêu ông nội đi, nếu không hôm nay tao giết mày luôn á. Không kêu hả? Tao đếm tới ba đó kìa. Một, hai, ba. Ông nội, thằng chó, mày nhớ rõ nha, mai mốt thấy tao thì phải gọi là ông nội, nghe thấy chưa? Biến. Đi, con lên, con lên, đi. Đi. Nghe đi, thằng chết tiệt, mày cứ chờ xem, tao sẽ cho mày với mẹ mày chết chung. Tao đâm cho mày chết. Trời ơi, gì vậy? Chết đó. Ai cản tao làm chết đó. Khâm phục, đúng là đàn ông. Anh lại hả? Lúc nãy tôi đã nhìn thấy hết rồi. Tôi muốn kết bạn với anh.
Anh này, tôi nói anh nghe nghe, anh mà cản tôi đâm anh luôn á. Tránh ra. Gan lì lắm. Người anh muốn đánh là thằng côn bên Lệ Đô có phải không? Đúng vậy. Thì sao? Tức tối với tên lưu manh đó để làm gì? Cho anh làm chút chuyện đàng hoàng, có dám hay không? Chuyện đàng hoàng gì? Nói. Rốt cuộc anh là ai hả? Giết người. Sợ rồi hả? Anh nói giết thì giết sao? Có giá đàng hoàng, anh ra giá đi. Mười đồng đại dương. 50. Mau lẹ lắm. Đây là tiền đặt cọc. Sau khi xong việc, đưa thêm 20 đồng nữa. Tại sao kêu tôi làm vậy? Tại tôi thấy anh lạ mà. Rốt cuộc anh là ai chứ? Anh biết nhà hát lớn Mỹ Hoa không? Biết. Tôi quản lý ở chỗ đó. Sau khi anh nhận hết 20 đồng đó, còn được thưởng thêm nữa. Thưởng thêm cái gì? Chức giám đốc nghiệp vụ của Mỹ Hoa sẽ thuộc về anh. Giết ai? Giám đốc nghiệp vụ hiện giờ của nhà hát lớn Mỹ Hoa. Quyết định vậy đi. Ê, chuyện phép tắc chắc anh cũng biết rõ rồi. Vụ này chỉ có anh và tôi biết thôi. Được rồi. Trưa mai cũng vào giờ này, chúng ta gặp nhau ở đây. Mẹ, mẹ ăn đi. Còn món này nè, món này nữa nè. Mấy món này á đều là nhà hàng lớn nấu đó nghe. Mẹ, món này nữa. Mẹ. Được rồi. Mẹ ăn nhiều vô đó nghe. Nè, cho em đó. Cầm xài đi. Cái này cho em nè. Mẹ, số này mẹ giữ đi. Anh Lực à? Anh Lực. Anh làm gì mà phát tài vậy? Mình bán lê cả đời cũng không lời được nhiều tiền như vậy. Cảm ơn anh Lực. Cảm ơn anh Lực. Cảm ơn anh Lực. Nhiều tiền thiệt đó. Nhiều tiền quá. Đúng rồi đó. Lực à, con ra đây một lát đi. Con nói thật đi, tiền này ở đâu con có? Con kiếm được. Con làm gì mà kiếm nhiều tiền tới vậy? Nếu là ăn cắp hay cướp giật, đem trả cho người ta đi, đừng gây thêm tai họa nữa. Con không có. Con kiếm được việc làm rồi. Là công việc gì? Giám đốc nghiệp vụ nhà hàng lớn Mỹ Hoa. Mấy bữa nữa con sẽ đi làm. Đây là tiền cọc người ta đưa cho con á. Có thật không? Thật mà. Mẹ, đợi mai mốt con có tiền phát tài rồi, con sẽ mua nhà, mua xe hơi cho mẹ ở có được không? Mai mốt không ai chứ bằng hiếp chúng ta nữa đâu.
Anh Lực, súng nè, đạn ở trong này hết rồi. Ở trong này hết á. Khuya lắm rồi lấy súng làm gì vậy? Về ngủ tiếp đi. Vậy anh cẩn thận á. Chạy đi. Alo. Alo, Lý Dòng Kỳ phải không? Chú Tường, Dòng Kỳ nghe đây. Súng đã tìm thấy chưa? Sắp rồi, có manh mối rồi. Dạ. Ông Phùng có hỏi tới, nên tôi điện thoại cho anh đó. Dạ. Chú Tường à, ông Phùng có vợ lắm không vậy? Tốt nhất điều tra ra mau lên đi. Hả? Dạ. Nhất định. Đi. Còn tiện nhân này, nhờ làm có chút chuyện thôi cũng không xong nữa. Mau lên đi. Giám đốc Lý đi đâu vậy? Đi đâu nữa, Hà Phi Lộ, mau lên. À dạ. Có khi nào thằng nhóc đó không tới không? Tôi cứ tưởng anh lấy tiền rồi bỏ đi luôn rồi chứ. Bến Thượng Hải rộng lắm, tôi còn muốn tiếp tục làm ăn chứ. Có khi phách lắm. Lên xe đi. Phương đi gặp vị khách nào quan trọng lắm có phải không? Làm sao cô biết được vậy? Tại chưa bao giờ thấy cô Phương chọn quần áo giống như hôm nay. Cái này cô thấy đẹp không? Dạ đẹp, cô mặc cái gì cũng đẹp hết. Cô Phương, giám đốc Lý bên nhà hát Mỹ Hoa tới tìm đòi gặp cô cho bằng được. Nói là tôi không có nhà. Dạ. Tôi mặc cái này vậy, thay giùm tôi nha. Dạ. Để 5 phút nữa, cô ấy không ra, tôi lập tức vào trong đó, tôi nói cô nghe đó. Cô Phương à, cô nói chuyện với tôi với ông Phùng như vậy, cô Phương. Hắn đang ở trong đó. Có đem theo đồ nghề chưa? Chuyện đó mặc kệ tôi. Sợ rồi hả? Chuẩn bị sẵn 20 đồng đại dương đi. Ngày mai tôi tới Mỹ Hoa tìm anh nhận việc nha. Gan lắm. Không cần gấp, chờ hắn ra rồi tính sau. Gì vậy? Đổi chỗ khác ra tay. Nhìn thấy chưa? Là tên mặc bộ đồ vest đó. Cầm lấy. Có biết xài không? Tôi có rồi. Có súng nữa hả? Chạy đi. Dạ xin mời, bánh bao đây. Bánh bao đây.
Thế nào, hoành thánh Thượng Hải có ngon không? Ừ, ngon lắm. Em biết anh từ nhỏ đã thích ăn hoành thánh. Anh còn nhớ không, thím Lưu bên kia đường nhà mình hay làm cho mình ăn đó, anh còn nhớ không? Đương nhiên là nhớ chứ. Thích thì ăn thêm một tô nữa đi. Ông chủ, cho thêm một tô. Dạ dạ. Cho coi súng của anh đi. Làm việc đi. Sao chứ? Không sao. Về nhà trước đi. Văn Cường. Anh Bính, tại sao tới phút cuối lại không làm nữa hả? Tóm lại vụ này tôi không làm nữa. Mới lần đầu mà tôi nhìn là biết rồi. Anh kiếm tiền cũng không dễ gì. Số tiền này anh cầm lấy đi. Dám lấy hàng của tao hả? Chán sống rồi. Chuyện gì? Là cô hai. Cô hai, đứng đó. Có chuyện gì sao cô hai? Anh vẫn còn làm việc cho Lý Trọng Kỳ phải không? À, dạ phải. Trong giờ làm gì anh chạy tới đây làm gì? Chỗ này có gì mà không tới được chứ. Ngược lại là cô hai, một mình tới chỗ hang cùng ngõ hẹp này hình như không được an toàn cho lắm. Chú Tường đang chờ tôi ở ngoài hẻm, đưa tôi ra đó đi. Được. Nè. Đi. Đừng nổ súng, đuổi theo. Nhanh lên. Đứng lại.
lại. Cẩn thận đó. Đi đâu vậy? Ba của cô là Phùng Kính Nghiêu. Anh hỏi chuyện này làm gì? Nè, anh đi đâu đó? Tôi phải đi tìm người anh em của tôi. Vậy tôi phải làm sao? Ở bến Thượng Hải không ai dám bắt nạt cô. Vậy lôi tôi chạy theo làm gì chứ? Lục phủ ngũ tạng của tôi bị anh sốc tung lên hết rồi. Đại tiểu thư, ba của cô đúng là lợi hại, không ai dám bắt nạt cô. Nhưng mà lúc nãy ở trong cái hẻm cục đó, không có ai nhìn thấy. Nếu có người nào đó giết chết cô thì đúng là thần không biết quỷ không hay rồi. Con người anh sao lại như vậy? Vì cứu anh mà tôi bất chấp sự an toàn của mình. Anh còn làm dữ với tôi, không có câu cảm ơn nào. Cảm ơn. Sao rồi? Xe của anh Bính đúng là ở trước cửa nhà kho. Làm phiền em rồi. Anh Hứa à, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao hôm nay em không nhìn thấy anh Lực đâu hết? Yên tâm đi, không có gì đâu. Anh Hứa à, có chuyện gì anh nhất định phải nói cho em biết. Chuyện của anh cũng là chuyện của anh Lực, mà chuyện của anh Lực cũng là chuyện của em rồi. Về nhà trước đi, chờ tin của anh. Dạ được. Lão già. Lão già. Lão già. Phương Diễm Vân, có sao không? Không sao, em không sao. Để anh xem có bị thương hay không. Không có, em không sao hết. Người đó chỉ đứng nhìn tụi em rồi bỏ chạy mất. Em cũng thấy lạ lắm. Hồi nãy em nói tụi em. Đúng vậy. Anh nghe nói dạo này lúc nào cũng có một chàng trai trẻ bên cạnh em. Ý em nói cậu ấy à? Coi anh kìa, Kính Nghiêu. Người đó tên là Hứa Văn Cường. Gia đình tụi em là chỗ thân quen với nhau ở Bắc Bình. Em luôn coi cậu ấy như là em trai. Lần này cậu ấy tới Thượng Hải, em còn tiến cử cậu ấy vào làm việc ở nhà hát của Lý Vọng Kỳ. Mới tới Thượng Hải? Đúng vậy. Mới tới Thượng Hải mà đã gây rắc rối rồi. Em cũng không biết nữa. Yên tâm đi, làm ở địa bàn của anh sẽ không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn anh, Kính Nghiêu. Cậu nói cái gì? Thằng Bính là nội gián sao? Tôi cũng không muốn tin anh em của mình lại là nội gián. Nhưng mà đây là sự thật. Khốn kiếp. Tôi sẽ đi cho nó biết tay. Tôi phải lấy đầu của nó đi gặp ông Phùng. Chờ lát đi. Cậu có ý gì? Văn Cường, không trừ nội gián, cậu với tôi không được yên thân đâu. Thứ mà ông Phùng cần không phải là đầu của thằng Bính. Phải. Bắt thằng Bính trước đã, rồi sẽ lần ra số vũ khí đó.
xong chuyện rồi hãy tính sổ với nó. Nếu thằng Bính dở chiêu thà chết cũng không chịu nhận thì coi như chúng ta uổng phí công sức hết. Giờ chúng ta lần theo dây hái trái, nếu dây đứt mất rồi thì trái cũng không còn. Anh Liên, anh cứ bình tĩnh đã. Tôi có cách này, chắc chắn không quá ngày mai sẽ tìm lại được vũ khí. Cậu tự tin tới vậy sao? Tôi sẽ đi gặp tên Bính. Văn Cường, cậu vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, giờ lại đi, không phải tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Người anh em của tôi nằm trong tay hắn, tôi không thể bỏ mặc được. Tin tôi đi, tôi có cách để tên Bính không giết mình. Nếu anh cho người âm thầm đi theo thì chắc chắn sẽ làm rõ được chuyện này. Cô Phương, đúng là cô Phương đã tiến cử cho tôi một tướng tài đắc lực rồi. Văn Cường, sau này ở bến Thượng Hải có phần tôi sẽ có phần cậu. Chỗ thằng Bính cậu sẽ ngồi. Có ngồi lên được chỗ đó không không quan trọng. Tôi không thể để anh em của mình gặp nguy hiểm. Hơn nữa, anh Lý có ơn với tôi, tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Kính Nghiêu, có chuyện này đáng lẽ em không định nói ra vào lúc này. Tên Lý Kỳ Vọng đó, hắn nói chuyện anh có chuyến hàng bị mất ở chỗ hắn, mong anh gia hạn thêm mấy ngày. Đây chính là điều kiện để hắn thu xếp một công việc cho cậu em họ của em à. Coi anh kìa. Anh nói với em rồi, mấy chuyện làm ăn em đừng có xen vào. Anh muốn tốt cho em thôi. Ông Phùng, cô Hai về rồi. Ba, cô Phùng, cô cũng ở đây à? Ờ, cô ấy có chuyện cần bàn với ba. Ra ngoài chơi đi hả? Hôm nay tôi mới biết, thì ra cô Phương có nhiều bạn thật đó. Hóa ra hai người cũng quen biết nhau. Con làm sao vậy? Tôi nói hai người đó, bến Thượng Hải này cũng đâu có nhỏ, đâu phải người nào cũng quen biết người nào. Ý cô Phùng nói là Văn Cường phải không? Ồ, còn Văn Cường nữa chứ. Xem ra quan hệ của hai người không phải chỗ thân thiết bình thường. Chuyện giữa người lớn với nhau, con là con nít không nên hỏi nhiều quá đó. Người lớn? Cô ấy lớn hơn con mấy tuổi chứ. Đúng là có bản lĩnh thật. Em thấy cũng đến lúc em phải đi rồi. Ờ, nhưng mà em đi một mình không an toàn. Không sao, bọn họ không nhắm vào em. Tường à. Dạ. Để cô Phương được an toàn mấy bữa nay, thu xếp vài người đi lo liệu đi. Dạ. Phải tự chăm sóc cho mình. Mấy bữa nữa anh ghé thăm em. Em chờ anh. Ờ. Có nói không hả? Nói không? Mày không nói, không nói, không nói hả? Nói. Có nói không? Mày mau lên. Nói. Lôi nó dậy. Đứng lại mày.
Mày có chịu nói hay không? Không nói thì tao không giúp mày được đâu. Mày giỏi thì mày giết tao luôn đi. Mày cũng lì thiệt đó. Mày là người làm ăn lớn, tao chỉ buôn bán nhỏ. Nếu muốn tìm lại súng thì phải làm cho giống đang bàn chuyện làm ăn chứ. Mày tìm không ra súng thì mày cũng không yên đâu con. Mày dám trả giá với tao hả? Nói mạo lên, làm sao mày mới chịu nói đi? Mau đem rượu thịt ra đây hầu ông nội mày đi. Muốn rượu thịt hả? Tao cho mày rượu thịt nè. Hả? Sao cậu lại tới đây? Mọi người đều qua đây mà. Làm sao đàn em dám vắng mặt chứ? Anh Bính, thật là áy náy, tôi tới trễ rồi. Tôi nhớ cách đây 2 ngày, có người mới dạy tôi một bài học, là muốn làm ăn ở trên đất Thượng Hải này, ngoài chuyện có tiền có quyền ra thì phải có chút nghĩa khí nữa. Anh Bính có anh em của mình, còn đây là anh em của tôi. Hôm nay tôi tới là để đưa cậu ấy về. Cậu hứa nhất định muốn chống đối với tôi sao? Tôi làm sao dám chống đối với anh chứ. Anh Bính, em mới tới, chẳng qua chỉ là muốn xin anh nể mặt tôi một chút thôi. Cậu có uy tín lớn như vậy à? Vậy thì coi như là anh nể mặt ông Phùng đi. Mày quả nhiên là người của Phùng gia. Anh Bính cân nhắc tôi quá rồi. Tôi chỉ nghĩ, nếu chuyến hàng đó đã là của ông Phùng thì tìm lại số hàng đó về không phải là tốt nhất sao? Mày dám chơi tao hả? Quỳ xuống cho tao. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống mau. Anh Cường, đừng quỳ hắn, đừng quỳ hắn mà. Em đứng yên, bỏ dao xuống. Muốn chơi tao hả? Mày đừng có nằm mơ. Con người tôi ghét nhất là chuyện người khác dí súng vào đầu của tôi. Tao làm như vậy đó thì sao? Mày có tin tao cho mày một phát không? Anh Bính, tôi là thằng nghèo hèn, có chết cũng không đáng gì. Nhưng mà thứ anh đang cần tìm, tôi biết nó ở đâu. Anh Cường, cậu hứa, coi ra quả nhiên là cậu biết chuyện gì đó rồi. Phải, tôi biết. Cậu hứa, tôi đúng là khâm phục cậu lắm. Là anh em thì làm chuyện gì chẳng được chứ, sao phải cùng chết với nó? Đúng là không thua gì kết nghĩa ở Đào Viên năm xưa. Lưu Quang Trương 3 người còn thiếu 1 người. Chỉ cần cậu chịu giao súng ra, tôi sẽ gom đủ số cho các người. Tôi có thể giao hàng, nhưng mà ngay khi anh nhận được súng rồi thì phải thả Đinh Lực ngay lập tức. Anh Cường, không được nói, nói rồi tụi mình sẽ mất mạng đó.
thế nào? Chỉ cần điều cậu nói là sự thật, đừng có giở trò với tôi, thì tôi sẽ thả hắn ra. Anh có thấy ai lấy tính mạng của mình ra giỡn chơi không? Ê, nhanh lên. Cẩn thận đó. Đúng là không uổng công tìm kiếm mà. Lên đi, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Mấy người thuộc đường khẩu nào, cho biết tên đi. Là anh em một nhà hả? Hiểu lầm. Anh em một nhà mà. Đúng là anh em một nhà, nhưng mà không có hiểu lầm. Bỏ xuống xuống. Tính sao giờ? Bỏ xuống. Bỏ xuống xuống đi. Bỏ bỏ xuống đi. Tưởng mình là ai hả? Trời ơi, lần này á, mai là có cậu đó, hả? Văn Cường, cậu nói không sai chút nào hết. Quả nhiên là Bính Miệng Rách đã giấu hàng ở bến cảng. Đúng là ở bến cảng thật. Anh Liên, bây giờ anh yên tâm được rồi chứ? Làm sao yên tâm được? Mới tìm được cái bột thùng, 5 thùng còn lại, biết làm sao ăn nói với ông Phùng đây hả? Anh Liên, anh yên tâm đi. Tôi cảm thấy tên Bính Miệng Rách này không dám làm chuyện hệ trọng một mình vậy đâu. Sau lưng hắn chắc chắn có người khác. Tôi nhất định sẽ tìm được cách lấy lại 5 thùng vũ khí đó về cho anh. Được. Giang Cường, mai mốt cậu thấy chỗ Bính Miệng Rách, ngồi chỗ của hắn đi hả? Cảm ơn anh Lý. À, đây là người anh em của tôi. À, anh Lý à, tôi tên Đinh Lực. Tốt lắm. Ông chủ, chú Tường tới rồi. Lực à, em đã chờ anh một lát. À dạ. À, chú Tường. Chú Tường, chú coi nè. Đây là 1 thùng trong số đó. Số còn lại Dòng Kỳ sẽ cố hết sức để tìm về. Chú Tường, ở đây còn 1 cây. Lúc đó xảy ra sự cố nhỏ, tôi đã mượn tạm để xài, nhưng không bị hư hao gì hết. Đạn vẫn chưa xài 1 viên nào. Xin gửi lại cho chú. Cây súng này tặng cho cậu vậy. Cậu có công tìm được súng, chút phần thưởng này không có đáng là bao. À, chú Tường à, ý của ông Phùng là... Ý của tôi chẳng lẽ không phải ý của ông Phùng sao? À, dạ phải. Thực ra toàn bộ chuyện này cũng nhờ có anh Lý. Nếu không có anh Lý ra tay giúp thì e là tôi mất mạng từ lâu rồi. Công lao của anh Lý trong lòng ông Phùng tự biết rất rõ. Dạ. Nhưng mà cây súng này cậu cứ giữ đi. Ở cái chỗ như bến Thượng Hải này thì những thứ này không thể thiếu được.
Hơn nữa, ông Phụng nhập lô hàng này về cũng cho người của mình xài thôi. Chàng trai trẻ có sức sồng sáo, mai mốt làm cho tốt, ông Phụng không đối xử tệ với cậu đâu. Cảm ơn chú Tường. Tới Mỹ Hoa rồi à? Gặp Hứa Văn Cường thì nói tôi cảm ơn cậu ấy. Phải, cứ nói là tôi nói vậy. Ba, ba, Hứa Văn Cường đang ở Mỹ Hoa à? Có chuyện gì? Đứng lại. Con đi đâu đó? Con muốn đi thăm ảnh. Hôm đó chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi. Dù có xảy ra chuyện, con đi thì giúp được gì? Bộ đùa sao? Chuyện hôm đó đã giải quyết xong hết rồi. Nếu đã giải quyết xong rồi, vậy con đi thăm anh ấy cũng được mà. Sao ba không cho con đi chứ? Bây giờ bên ngoài lộn xộn lắm. Tên Hứa Văn Cường này, ba vẫn chưa biết chắc chắn là có tin cậy được hay không nữa. Ba lúc nào cũng vậy, suốt ngày cứ nghi này nghi nọ. Ba không dám để con gái mình chịu bất cứ tổn thương nào. Anh ấy đã cứu con. Ba biết chưa? Được rồi, chờ mấy ngày đã. Sau mấy ngày nữa, ba sẽ không cấm cản gì con đâu. Thật không? Quyết định như vậy nha. Không ai dám đưa điều kiện với ba như vậy đâu. Nhưng ba có đồng ý không chứ? Ba dám không đồng ý à?